không được, không được. À, giới thiệu ạ. Ok, mình xin giới thiệu với các bạn. Do trung tâm ca nhạc của Dung Phương Baby xin trình bày với các bạn một bản hát dân gian của miền Nam Bộ. Đó là bài Lý Ngựa Ô. Lý Ngựa Ô các bạn có biết là gì không? Là một giống rất là cho nên người ta mới kêu là ngựa. À, các bạn có biết là ngựa bắt dốc là thông mến, kêu là đĩ ngựa. Đâu có ai kêu là đĩ heo đâu, đúng không? Kêu đĩ ngựa, đồ con đĩ ngựa. Cho nên các bạn nào nằm trong danh sách của 12 con vật quý hiếm là ngựa thì xin hẳn nghe bài hát Lý Ngựa Ô.
Cái tên ngựa này người ta vẫn hay dùng kêu là đĩ ngựa đó. Nói mà phải cái dài ra, chứ nói mà ngắn á thì chỉ là con, chỉ có ngựa ngắn thôi, ngựa có một khúc thôi. Ví dụ như gặp con nào á mình chửi ngựa có một đoạn thôi, nhưng mà con nào á mà nó ngựa lâu quá thì mình kêu đi, mình biết là nó ngựa lắm rồi đó, nó ngựa chúa ngựa bà luôn rồi đó.